chị xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn anh chị ơi ngày hôm nay mình lại trở lại với cái đề tài 150 mâm cổ cô gái tên là Cù Thị Úc 24 tuổi đã đặt 150 mâm cổ cho cái ngày đám cưới của mình và cuối cùng thì không có xuất hiện và cũng không có bất cứ người khách nào xuất hiện Angie nghĩ cái thông tin này thì tất cả các anh chị và các bạn đã nghe nhiều rồi Đó là lý do tại sao mà Angie cố gắng không có nói về cái thông tin này Nhưng có rất là nhiều các anh chị thương mến Và nói Angie ơi, chị, anh muốn nghe em bình luận về cái vụ việc này thật lòng thấy được tất cả các anh chị và các bạn yêu mến NG như vậy đó thì NG rất 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 là vui em um, NG muốn cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã dành cái tình cảm cho NG nhiều đến như vậy thì ngày hôm nay NG không có nói nhiều về cái tình tiết của cái vụ việc mà tại sao cái mâm cổ đó lại không có người xuất hiện tại vì các anh chị cũng nghe nhiều rồi ha yeah. ngày hôm nay NG muốn phân tích những cái điểm phi lý ở trong cái trường hợp này cái điểm phi lý thứ nhất đó là về nhà hàng tại sao mà khi người ta tới đặt cổ mà đặt cái số lượng nhiều đến như vậy 150 mâm có nghĩa là 1.500 người cho tới 1.600 người thì đó là một cái buổi tiệc rất là lớn thì cái người mà tới đặt mâm đặt bàn đó chỉ có một cái đứa con nít 24 tuổi. Đó là cái điều phi lý, mà tại sao nhà hàng lại chấp nhận cái order từ một cái cô bé 24 tuổi không có sự hiện diện của cha mẹ hay là bất cứ người lớn nào? Đó là điểm phi lý thứ nhất. Cái điểm phi lý thứ hai, khi làm cái hợp đồng thì phải có giấy chứng minh nhân dân, phải có rất là nhiều cái giấy tờ để mình xác nhận được là cái cô bé này ở nơi đâu và cái đám cưới đó người chồng tên gì, cha mẹ của người chồng đó ở đâu tên gì và cha mẹ của cô gái ở đâu tên gì. Phải có trong cái tấm thiệp để mà cái người MC còn phải biết để mà đọc những cái thông tin đó lên. Tại sao nhà hàng không có cái gì hết? Đó, không có một cái thông tin nào hết. Điểm phi lý thứ ba là tại sao không có hợp đồng và cũng không có tiền đặt cọc vì chưa có cái nhà hàng nào mà nhận một cái tiệc 1.500 người cái số tiền tiệc nó lên đến hơn 200 triệu mà không có lấy một đồng tiền cọc cái đó là một cái điểm phi lý không có chấp nhận được không tin được tại sao không có tiền cọc và một thời điểm nào đó là cái cô bé này phải đưa bao nhiêu tiền cọc để cho người ta bắt đầu và cái thời điểm nào đó thì cái cô bé này phải đưa thêm bao nhiêu nữa để người ta bắt đầu đi mua thức ăn và đi về nấu rồi tên tuổi của người vợ và người chồng để mà để ở trên cái sân khấu đó là gì đó rồi hình cưới đã đem tới để cho mọi người trưng chiếc ở chỗ nào tất cả những gì cái người chủ nhà hàng nói đó hoàn toàn rất rất là phi lý không chấp nhận được và cũng không tin vào sự thật tại vì không có cái nhà hàng nào mà ngu đần đến như vậy hết trơn á mình đã làm được tới cái nhà hàng như vậy và là một cái nhà hàng tiệc cưới thì không thể nào mà từ hồi trước tới bây giờ mình chưa có nhận một cái tiệc cưới nào mà mình dám nhận cái tiệc cưới tới một ngàn năm trăm người cái con số nó quá lớn nếu như mình là một cái nhà nhà hàng nhỏ thì mình chỉ nhận cái tiệc cưới 10 bàn 20 bàn 30 bàn là cao đằng này 150 bàn mà mình không có một kiến thức nào, mình không có một cái hiểu biết nào về cái vấn đề hợp đồng cũng như là cái số tiền đặt cọc lần thứ nhất, cái số tiền đặt cọc lần thứ hai và cái số tiền đặt cọc lần thứ ba trước khi mình bắt đầu vào cái buổi tiệc thì tất cả những gì mà bên nhà hàng nói đó là mình không chấp nhận được. Mình không tin cái nhà hàng nào mà lơ đễnh mà dễ dãi đến như vậy. Họ có giải thích đó là những người khách mà quen thuộc cũng không bao giờ nói được một cái câu đó là người khách quen thuộc. Tại vì con bé này nó quá nhỏ, nó chỉ có 24 tuổi thôi thì nó tới đó nó ăn một lần hai lần ba lần thì không thể nào gọi đó là khách quen thuộc được hết Angie có thể đi tới một cái nhà hàng Angie ăn ba chục lần mà cái người chủ nhà hàng nó cũng chưa nhận ra Angie là ai nữa chứ đừng có nói chi tới cái chuyện mà cô gái này đã từng tới ăn hai ba lần thì đó gọi là khách quen mọi người có chấp nhận được những lời giải thích đó hay không mọi người đó là những cái điều rất là phi lý từ cái nhà hàng này mình không biết là cái nhà hàng này có thể tự mướn cái cô bé này để mà đứng ra chịu đòn và cái nhà hàng này tự bỏ tiền ra nấu nướng để mà pr cho cái nhà hàng này nói là mình bị hại như vậy để cho cả nước biết tới và tất cả mọi người đều biết tới đặc biệt là những người ở trong cái thành phố đó biết tới thì cái cô gái này cũng đâu có mất mát gì đâu Họ chỉ cần làm bộ đưa tiền cho cô gái này Và cô cô gái này đền bù lại Vậy là xong thôi Thì họ nổi tiếng thôi Đó là một cái điểm mà rất là đáng nghi cho cái nhà hàng này Rồi cái vấn đề bên cạnh đó là cô gái Cô gái này chỉ có 24 tuổi thôi mà không phải là người nhà giàu có khá giả là một người nghèo khó thì tại sao lại đi chơi ngu đến như vậy cô gái này trả lời là à, mình không có biết nhiều mình cũng không suy nghĩ nhiều chỉ muốn chơi khăm cái nhà hàng này thôi những cái câu nói của cô gái này thì mình cũng không tin được và không chấp nhận được luôn các anh chị là tại vì cô này đã 24 tuổi rồi chứ không phải là 10 hay là 12 tuổi mà không biết là những gì mình làm thì đó là nó gây ra một cái kết quả hết sức là nặng nề. Là tại vì mình kêu người ta nấu nướng cho mình mà mình không tới. Thì cái số tiền mà mình phải đền bù cho cái nhà hàng đó thì rất 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 là lớn và chưa kể tới cái vấn đề mà mình dính líu tới pháp luật nữa. 24 tuổi là đã tốt nghiệp đại học, nếu như cô bé này là một người công nhân ngu đần thì cũng phải có được một cái suy nghĩ. Những cái kết quả đơn giản như vậy thì cô gái này phải biết chứ tại sao lại đi làm những cái chuyện như vậy. Mà theo cái kết quả tất cả những cái thông tin đưa ra thì cô gái này lại có rất là nhiều người. Thứ nhất là giả làm cái người chồng để tới đó ăn uống cái thứ hai là giả để làm người cha và người mẹ để mà à confirm cái ngày đặc tiệc cũng như là confirm cái ngày mà mình phải tới để mà trả tiền và theo như lời của chủ nhà hàng nói thì đòi tiền đặt cọc mấy lần nhưng mà cô bé này cứ lần lượt nói là ông xã cầm tiền rồi sau đó thì nói là ông xã đã đưa tiền cho người cha người mẹ rồi người cha người mẹ sẽ mang tiền tới những cái thứ đó là những cái thứ mà được sắp đặt và được sắp xếp những cái sự dối trá từng giai đoạn từng giai đoạn một chứ không phải là một mình cô bé này mà có thể làm được điều đó như vậy thì trong cái sự vụ này có rất là nhiều người cùng hợp tác để mà chơi khăm cái nhà hàng này vậy thì những người đó là ai và tại sao lại có động cơ động lực mà làm như thế còn thêm cái thông tin nữa là cái cô gái này đang bỏ trốn để đi qua biên giới ủa Nghĩ làm sao mà bỏ trốn đi qua biên giới mình cũng không hiểu luôn. Là tại vì bồi thường cái nhà hàng này chỉ có 200 triệu mà cô gái này còn không có tiền để bồi thường. Vậy tiền đâu để mà bỏ trốn? Bỏ trốn rồi đi qua bên biên giới rồi sống ở nơi xứ người thì tiền đâu mà sống? Mà chỉ cần có một cái sự vụ nhỏ xíu như vậy xảy ra, 200 triệu mà lại phải đi trốn như vậy để qua một cái đất nước khác để sống chui sống nhủi như vậy thì có thật hay là không tất cả những gì mà à, những cái lời khai ở đây đó là hoàn toàn không có thấy một cái điểm nào mà nó thật hết trơn từ cô gái từ nhà hàng và từ tất cả những gì xảy ra thì mình thấy là nhà hàng có rất là nhiều cái điểm phi lý mà không chấp nhận được không có một cái nhà hàng nào mà làm mà không có giấy tờ không có đặt cọc không có hợp đồng không có giấy chứng minh nhân dân không có nhà người lớn hai bên không có bất cứ cái gì hết là cái đó là mình đã không tin rồi còn thêm cái chuyện mà dời ủa một năm trăm người chứ không phải là năm mười người mà dời từ cái giờ này qua tới cái giờ khác làm sao mà có khả năng để mà thông báo dời từ cái giờ này qua cái giờ khác cho 1.500 người mà dễ dàng đến như vậy? Các bạn nghĩ sao? Mà 1.500 người mà mình có thể gọi điện thoại để mà thông báo trong vòng một vài giờ mà gọi hết được? Có những người mình gọi người ta không bắt máy thì sao? Tại sao không có một người nào đến trước đó? Bây giờ 1.500 người thì cũng phải có vài người không có nghe điện thoại Và người ta cũng phải đến trước Tại vì người ta không có biết là cái sự việc mà dời đi qua cái giờ khác Mà tại sao nhà hàng cũng không thấy có bóng dáng nào Có người nào tới le que một vài người hết trơn là sao một cái sự việc mà không thể chấp nhận được không thể chấp nhận từ phía nhà hàng cũng như không thể chấp nhận từ cái cô gái này một cái sự dốc láo ở đây hết sức là rõ ràng đối với mình thì đây là một cái sự việc mà PA cho tên tuổi cô bé này hay là PA cho tên tuổi của nhà hàng này thôi chứ không có cách nào mà có một cái nhà hàng nào mà ngu đần độn đến nỗi mà nó làm một cái công việc mà không có giấy tờ như vậy hết trơn không thể chấp nhận được và giờ từ giờ này tới giờ kia cũng không thấy là có một cái phản ứng nào từ nhà hàng thì không thể nào chấp nhận được và nhà, nhà hàng lại tin tất tần tật những gì người ta nói là không đúng rồi mình nghĩ là không có thật đâu một cái sự xạo lá và xảo trá ở đây mình thấy rõ rất là rõ đó là lý do tại sao mà đây mấy ngày rồi mình thấy đưa những cái thông tin này lên Nhưng mà mình không muốn nói Tại vì có rất là nhiều anh chị nói là Angie ơi, à, anh chị muốn nghe anh chị bình luận về cái vấn đề này Đó là lý do tại sao mà anh chị mới bình luận Để cho tất cả mọi người biết được là cái suy nghĩ của Angie chị như thế nào Và à, những gì mà xảy ra thì anh chị phải nói một điều là cái vấn đề này thật sự là không có thật vì không có ai trên đời này làm một cái nhà hàng to đùng như vậy mà lại ngu đến như vậy. Em chị phải dùng một từ ngu nãy giờ cả chục lần rồi đó. Chưa có cái nhà hàng nào mà nó ngu đến như vậy còn về phần cô gái là công an phải vào cuộc và phải điều tra lý do nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề này chứ không có phải là cô gái này là một cái cô bé khờ khạo mà muốn chơi khăm chơi thôi là không đúng là tại vì có cái sự sắp xếp để mà dối gạt cái nhà hàng này có rất là nhiều người và bài bản rất là cẩn thận từ việc trả lời à, email điện thoại trả lời tin nhắn và à, sắp xếp những à, cái ngày mà trở lại để ăn thêm để thành coi là nhà hàng đã làm chưa và những cái gì tôi đặt đã, đã chuẩn bị xong chưa và à, ngày giờ chúng tôi tiến hành đã có hết tất cả như thế này như thế kia thì cái đó không thể nào là một người làm được mà có nguyên một cái tập thể để mà làm cái việc này chứ không phải chỉ có một cái cô gái này cho nên cái sự việc này ở đây không có đơn giản một tí thì tí ti nào hết ai mà tin cái cô gái này chỉ có cố gắng là chọc ghẹo hay là trôi cái nhà hàng này là hoàn toàn không đúng mình nói cho tất cả các bạn biết là có một cái sự dàn xếp hết sức là cẩn thận ở đây có rất là nhiều người và một cái câu hỏi ở đây mình muốn nói là tại sao chủ nhà hàng lại có tấm hình của cô bé này để mà truy lùng tại vì ông ta không có giấy chứng minh nhân dân ông ta không có hợp đồng ông ta không có cái gì hết trơn thì tại sao ông ta lại có hình con nhỏ này để đưa lên à, để cho cộng đồng mạng để truy tìm con nhỏ này Thấy có cái sự giấc láo nợ Ở đây ngay tại đây Và còn thêm một cái nữa nè Giữa con nhỏ này với lại nhà hàng Không có hợp đồng Vậy thì bây giờ bồi thường người ta Thì bồi thường kiểu làm sao đây Bồi thường qua tin nhắn hả Bồi thường qua điện thoại hả Lạ lùng Mình thấy ha, ở đây nó có một cái gì đó Mà nó không ổn Thật sự là không ổn Chỉ có cái tên là Cù Thị Úc thôi Không có giấy chứng minh nhân dân không có bất cứ cái gì hết thì tại sao bây giờ lại có một đống hình của nhỏ này như vậy ở đầu ra nhà hàng có được cái hình hả cho nên ở đây là tất tần tật là một cái sự dốc láo từ nhà hàng cho tới từ tới cô bé này có thể họ là một nhóm cùng nhau để cố gắng làm bộ dàn dựng để mà phi cho cái một mục đích nào đó chứ không hoàn toàn không có lập thật mình xin lặp lại một lần nữa là không có cái nhà hàng nào mà ngu đần đến như vậy cái đó là mình nói thiệt luôn á làm sao mà không có lấy một đồng tiền cọc nào và tới cái thời điểm nào mà cũng không có lấy một cái đồng nào hay là tiền đâu mà đi mua thức ăn 200 triệu đâu có phải là ít thì cái số tiền mà mua thức ăn ít nhất cũng phải là năm bảy triệu cả trăm triệu chứ đâu có phải mà cái nhà hàng mà làm cái tiệc mà 200 triệu mà lời 180 triệu hả bỏ ra chỉ có 20 triệu để mua thức ăn sao cho nên cái thức ăn cái số tiền cũng rất rất là lớn nếu như mà không có tiền thì ở đâu ra mà nhà hàng để mà đi mua những cái thức ăn về để mà nấu nướng chứ cái số tiền rất là lớn không phải là nhỏ cho nên nó là mình không thể chấp nhận được những gì mà họ nói chân toàn là một cái sự dối trá hết ở đây mình chờ thay xem coi là công an điều tra ra có cái thông tin gì mới thì mình sẽ thông báo tới tất cả các anh chị và các bạn nha và một lần nữa ng xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã yêu mến ng cũng như đó là các anh chị nhắn tin cho ng kêu ng nói à, tại vì anh chị muốn nghe cái ý kiến của ng Mặc dù đó là nghe từ những người khác rồi Nhưng mà cũng vẫn muốn nghe cái ý kiến của Angie Tại vì đó là những người khán giả mà rất là thương yêu Angie Và muốn nghe Angie nói Thì thật ra những cái lời nói đó đó Angie rất là cảm động và thật sự rất là biết ơn luôn á các anh chị ơi tại vì hả Angie cứ nghĩ đơn giản là có nhiều người nói rồi thì mình nói cũng không có ai xem nhưng mà thật ra đó các anh chị nói đó là các anh chị vẫn muốn nghe Angie nói và vẫn muốn xem từ cái đài của Angie cho nên là Angie hết sức là vui luôn đó cảm ơn rất rất là nhiều luôn tất cả các anh chị và các bạn ơi Angie luôn luôn lúc nào cũng yêu quý tất cả các anh chị và các bạn anh chị ơi, ngày hôm nay em chị xin được giới thiệu một cái Facebook mới có tên là Bà Tám Kali. Facebook này sẽ được đăng tất cả các hình ảnh cũng như là những clip tin tức nóng nhất hàng ngày. Mọi người ủng hộ em chị bằng cách click vào link dưới đây để like và follow nhé. Anh chị ơi, em chị làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ Hay là tiền lời bao nhiêu để Reese phải nên căn nhà của mình Xin đừng ngần ngại hãy gọi cho anh chị nhé